dàn thí sinh bước ra từ ngôi sao Việt 2014, Suni Hạ Linh gây bất ngờ với tên thật. Em xin chào ban giám khảo, em tên là Ngô Đặng Thư Giang. Thí sinh không đạt giải cao này lại nổi tiếng, quán quân Lận Biệt Tâm. If you tough by the way, the song then baby you. There's just too much that time cannot heal. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết được tên thật của Suni Hạ Linh thực chất là Thu Giang. Thời điểm lấy tên thật để đi thi, nữ ca sĩ đã được đông đảo khán giả đánh giá cao về thực lực, cả visual lẫn giọng hát đều được khen ngợi hết lời. Là một trong những gương mặt được chọn tranh tài trong đêm chung kết, nhưng Suni vẫn chưa may mắn chạm đến ngôi vị quán quân. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ đổi nghề danh thành Suni Hạ Linh. Sự nghiệp của nữ ca sĩ dần phất lên với những bài hit như Em Đã Biết, Cảm Nắng, Say Rét Cứ Chiêu Thôi. Dù sở hữu cho mình kha khá những bản hit đình đám trong sự nghiệp, nhưng Suni Hạ Linh lại hơi kém may mắn khi không thực sự bùng nổ trong thị trường nhạc Việt. Nữ ca sĩ này đã được công chúng Việt đánh giá thực lực một cách công tâm sau màn thể hiện xuất sắc trong chương trình Đạp Gió 2024. Xuất phát điểm thì không mấy được quan tâm, thế nhưng Suni ngày càng khẳng định tài năng của mình qua mỗi tập. Subin Hoàng Sơn cũng là cái tên thành công sau khi bước ra khỏi đấu trường âm nhạc này với vị trí á quân. Nam ca sĩ thử sức với kha khá những cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ, sân chơi nào anh ấy cũng ghi được dấu ấn. Sự nghiệp ca hát và kho tàng âm nhạc của nam ca sĩ cũng phải gọi là đồ sộ. Hai cái tên Lý Kim Cương và Cay Trần cùng bước ra từ ngôi sao Việt và vô tình lại có khá nhiều điểm chung trên bước đường sự nghiệp. Bước ra khỏi chương trình, cả hai có định hướng khác nhau. Lý Kim Cương lấn sân sang thị trường Hàn Quốc, trong khi đó Cay Trần lại khá thành công tiếp cận khán giả Việt với những bài hát tươi vui, hài hước. Sự nghiệp của cả hai bắt đầu có bước ngoặt khi đầu quân về hai công ty chủ quản. Lý dưới trướng quản lý của Trịnh Thăng Bình, tên tuổi của nữ ca sĩ lại chỉ đi đôi với đàn anh mà thôi. Về phía Cay Trần, từ sau khi về công ty quản lý của Sơn Tùng MTP, sự nghiệp nam ca sĩ lại bị chững lại, không có bước chuyển biến mới. Sau đó em cũng rời công ty đi, bởi vì em nghĩ là thời gian nó đã đủ rồi, thì đến lúc mình có một cái con đường mới, kế hoạch mới để mình có thể tự phát triển đi bằng đôi chân của mình. Cả Lý Kim Cương, Cay Trần cuối cùng cũng đã chọn dứt áo ra đi để tìm cho mình một định hướng mới. Cả hai cũng vướng vào vô số lời đồn cơm không lành, canh không ngọt với công ty. Người khiến khán giả Việt tỏ ra khá thất vọng lại chính là quán quân của cuộc thi, Thanh Tùng. Nam ca sĩ đã xuất sắc giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi, nhưng sau khoảng thời gian hoạt động không quá dài, Thanh Tùng lại chọn rẽ hướng sang kinh doanh, rút lui khỏi làng giải trí. Điều này khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Bạn có cảm nhận thế nào về sự nghiệp hiện tại của dàn sao bước ra từ ngôi sao Việt sau một thập kỷ? Chia sẻ với dàn nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.